Nếu hạ đầu cần là được, hạ đầu cần. Kêu hạ cần là ổn ngay. Đổ cần đi, đổ cần đầu bên kia là mới tới. Ơ anh Phong cũng vòng cái dây ra ngoài, tí nó chẹt vào đấy làm sao mà được. Rồi, bình tĩnh thôi, vậy thôi. Thô. Thô đi. Đòi anh Phong được chưa? Stop stop. Không, đầu anh đang mắc rồi, lấy xa cây. Xa cây, xa cây. Thiện ơi đưa xa cây kìa. Ngồi trên này nó mát. Ở dưới nó oi. Tí công cái hàn xong ban tầm này ngồi thoải mái. Thôi có xa cây rồi. Thiện ơi, thấy ra cây rồi. Cứ xuống thôi, cứ xuống chậm thôi. Đầu anh Phong còn vướng cái gì à? Vướng đai rồi. Lấy ra cây bảy đai. Anh cứ ngồi hẳn lên đầu anh đi, ôm vào đầu cột đi. Để cho đầu anh Phong này đây. Chứ đầu anh Phong có được đâu mà, bình tĩnh. Chắc chắn là đâm vào đai rồi. Đầu anh Phong được chưa? Đấy đầu anh ngắm luôn đầu cột với này đầu dầm, cổ dầm đi. Ngắm đi, ngắm dầm với đầu cổ cột đi. Lại xuyên nhầm bên rồi. Anh nghĩ đang xuyên nhầm một cây vào bên rồi. Bên này ngồi, bên này ngồi, anh cứ ngồi nguyên bên đấy, ngồi dí xuống cho anh nhìn đi. Tháo con một tháo đầu cáp anh ra. Tháo đầu cáp anh ra. Anh đi trêu đấy, lấy nất cái hộp mét rưỡi đây này, Thiện ơi. Gác nốt cái hộp mét rưỡi đây cho ông ấy đi. Hộp mét rưỡi là có đâu. Đầu này lên thôi. Đầu này nó đang nhầm một cây, nó đang chọc xiên một cây. Thế đầu anh Phong bị một cây xuyên này. Đứng cân lên nào, đứng cân lên. Đứng cân lên nào anh ơi. Hiện nay bố xuyên nhầm một cây kia. Lên 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 lên
Cây này ít cây sắt hơn, dầm này ít hơn, cây kia nhiều hơn. Giống đâu mà giống. Không, mặt cắt của nó con này ở giữa thua 4 cây, cây kia nó 5 cây, 6 cây. Cây đầu kia giữa kia nhiều sắt hơn. Nó khác nhau đấy. Con kia nó còn thêm một cái đoạn beo sản âm kìa. Nó chia ra từng dầm khác nhau mà. Đây là thứ mấy rồi? 4. Hôm nay chủ nhật làm đi. Sáng ngày mai bọn thanh tra huyện nó lại vào. Hôm trước thanh tra huyện nó vào cái hôm đang cẩu đấy, nó nhìn thế này, nó đi ngoài đường ngoài kia giờ nó nhìn thấy này. Giải quyết về giấy phép đấy là một chuyện của chủ nhà đấy thôi. Chứ hôm trước nó vào có nó viết một cái biên bản xong phải xò ra rồi mà. Chứ có phải là ấy đâu. Xò ngay chứ. Nó móc qua là một giây không lên được à? Lên tí nữa. Quy định thì là khu này là được xây dưới 7 tầng nó không phải xin phép. Nhưng mà nó vào nó cứ nó yêu cầu đình chỉ ngay từ tầng 4 này thôi mà. Tầng một tum. 6 tầng một tum thì nó là vẫn giữa 7 tầng. Bây giờ mấy căn kia nó làm mầm này. Kia kìa. Căn ngay trước mặt mình kia nó làm cao ngút ngốc kìa. Sa cây. Sao cày á, sao cày bên kia, sao cày bên anh Phong ấy, đây, trước mặt đấy.